dòng xe có tên sau: 4 chỗ Ranger, Focus, Mazda BT50, Prius, Triton, Hilux, Yaris, Camry, Swift, E10, E20, CD, Civic, Accent, Wiko, Morning Coupe, Cerato và Navara. Những dòng xe 7 chỗ: Innova, Outlander, Expander, Zoot, Everest, Trailblazer. Giảm ngay 10% cho khách hàng sử dụng sản phẩm bọc ghế da ô tô, áp dụng cho cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Giảm ngay 10% khi khách đặt ngay hàng online ngay dưới video này, áp dụng cho cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi quý khách mua gói combo, chúng tôi sẽ để giá cực rẻ, áp dụng cho riêng khu vực Hà Nội. Với giá chỉ 5 triệu đồng, áp dụng cho xe 4-5 chỗ, 7 triệu đồng, áp dụng cho xe 6-7 chỗ là quý khách đã sở hữu chọn gói combo. Về bộ nội thất bao gồm bọc ghế da công nghiệp 1 cao cấp 80% da thật Singapore, khuyến mãi 4 cánh cửa bọc da trị giá 1.200.000 đồng, khuyến mãi sàn da cao cấp trị giá 600.000 đồng, tặng một bình xịt dưỡng da trị giá 300.000 đồng, miễn phí 100% công lắp đặt, miễn phí giao hàng trong nội thành khu vực Hà Nội. Combo áp dụng riêng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh với giá chỉ 5 triệu đồng, áp dụng cho xe 4-5 chỗ, 7 triệu đồng áp dụng cho xe 6-7 chỗ là quý khách đã sở hữu chọn gói combo về bộ nội thất bao gồm bộ ghế da công nghiệp 1 cao cấp 80% da thật Singapore, miễn phí 4 vách cửa bọc da trị giá 1.200.000 đồng, miễn phí 100% công lắp đặt, miễn phí giao hàng trong nội thành khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với ưu thế cạnh tranh là nhà sản xuất trực tiếp của các hãng lớn như Toyota, Ford, Hyundai, Nissan, Honda, Kia, Chevrolet. Với quy mô lớn phân phối sản phẩm trên toàn quốc, nhân công thợ may nhiều, được đào tạo bài bản có chuyên môn cao. Nhân viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm trên 10 năm, am hiểu về sản phẩm và có con mắt thẩm mỹ cao. Số lượng lớn đã mai sẵn, đến là lắp đặt được luôn, không phải cần thời gian chờ đợt. Thời gian lắp đặt nhanh chóng, từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là xong ngay. Chúng tôi cam kết kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ càng trước khi sản phẩm giao cho khách, bảo hành 3 đến 5 năm. Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện ra bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu. Ví dụ như bọc da công nghiệp loại 1 lại độn da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua TechPro Hotline 1, tư vấn kỹ thuật 0916816393, 0858302555. Hotline 2, tư vấn báo giá 0913651544. Website onetechpro.vn, bọc ghế da ô tô.com, email onetechpro.vn@gmail.com. OneTechPro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực để tạo thật nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận ngay thông báo khuyến mãi từ OneTechPro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.